Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nông thôn mới Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Mở đầu chuyên mục hôm nay là phóng sự phát huy vai trò của cấp ủy trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó phản ánh Mường Tùng đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 năm qua, các cấp ủy ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã phát huy vai trò tiên phong của từng cán bộ đảng viên, chi bộ, thôn bản và vai trò làm chủ của nhân dân để tạo sự đồng thuận thống nhất cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Văn Hoài, thôn Hợp Thành, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên là đảng viên và là chủ tịch hội nông dân, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình. Trước đây, ông đã xoay sở với đủ các mô hình kinh tế như làm vườn đồi, nuôi cá, nuôi lợn. Gần đây, gia đình ông chuyển hướng sang nuôi bò sinh sản. Sẵn có diện tích ruộng vườn rộng, ông Hoài cấy lúa, trồng ngô, trồng rau củ các loại, một phần sản phẩm trồng trọt để nuôi bò sinh sản. Mô hình kết hợp chăn nuôi trồng trọt của gia đình ông là mô hình chuỗi thức ăn khép kín. Ngô, sắn, rau quả làm thức ăn cho gia súc, chất thải gia súc lại được bón cho vườn đồi. Có kinh nghiệm, kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi, lại đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội nông dân xã, ông Hoài tích cực tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức chăn nuôi cho bà con trong xã, cùng nhau phát triển kinh tế, góp sức xây dựng nông thôn mới. Gia đình chúng tôi là cũng đã tìm hiểu thị trường và tìm hiểu thông tin, thì vay vốn, đầu tư khoan giếng công nghiệp để lấy nguồn nước tưới phục vụ cho các loại cây trồng trong lúc mùa khô hanh. Thì áp dụng vào cái diện tích lúa một vụ này, chúng tôi đã chuyển từ một vụ sang thâm canh được 3 vụ, gồm có một vụ lúa và 2 vụ màu. Vâng, và cũng từ cái sản phẩm của trồng trọt thì chúng tôi kết hợp chăn nuôi khép kín. Thì cái cây ngô lép và cây ngô xào là bán bắp núc non và lấy cái cây này về để làm thức ăn, để chăn nuôi bò. Tôi cũng đã lấy cái mô hình này để tuyên truyền, vận động bà con nông dân trong địa bàn xã qua các cái buổi họp giao ban ngoài ủy ban và dẫn anh em đại diện cho các thôn bản vào thăm thực tế để về vận động tuyên truyền cho bà con nông dân. Bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Những tuyến đường trong bản đã được đổ bê tông, nhà văn hóa bản được xây mới, các gia đình đã chỉnh trang lại nhà cửa sạch đẹp hơn. Có được điều này là do đóng góp không nhỏ của ông Lò Văn Liêm, một đảng viên, một trưởng bản nhiệt tình với công việc. Với phương châm, nhà nước và nhân dân cùng làm, ông đã cùng bí thư chi bộ bản, ban công tác mặt trận, đi tuyên truyền giải thích cho người dân hiểu về mục đích ý nghĩa của việc làm đường giao thông trong bản cũng như xây nhà văn hóa bản. Nhờ đó, người dân hiểu và đồng lòng ủng hộ, tự nguyện hiến đất, phá bỏ một số cây trồng để chung sức cùng địa phương mở rộng đường giao thông. Nhà ít thì vài chục mét, nhà nhiều thì hàng trăm mét vuông. Không chỉ hiến đất làm đường mà qua tuyên truyền của trưởng bản Lò Văn Liêm, các hộ gia đình trong bản đã tự nguyện đóng góp tiền để xây tường bao, làm sân, mua trang thiết bị cho nhà văn hóa bản. Đồng chí trưởng bản ấy đến nhà gia đình tôi xin cho gia đình tôi hiến một ít đất và xây dựng nông thôn mới, thì gia đình chúng tôi nhất trí thôi, phục vụ bà con với là dân bản đi lại cho nó thuận lợi hơn. Về cái đường nông thôn mới thì ban quản lý phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong thôn bản là vận động bà con hiến đất để làm đường nông thôn cho thuận tiện đi lại cho bà con của thôn bản. Cũng vận động các hộ gia đình để đóng góp ngày công cho đường nông thôn mới là 1.000 công để cho nó thuận tiện đi lại cho bà con đường làng ngõ xóm. Để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thôn Cộng Hòa, xã Thanh Luông đã tiến hành rà soát và đánh giá tổng thể từng tiêu chí. Trong suốt quá trình thực hiện, phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ được quán triệt tối đa. Việc nào khó thì cán bộ đảng viên tiên phong gương mẫu làm trước, tuân thủ nguyên tắc dân chủ, công khai minh bạch trong mọi công việc. Nhờ vậy, người dân đồng tình ủng hộ đóng góp tiền của ngày công lao động. Với cách làm này, từ năm 2018 đến nay, người dân thôn Cộng Hòa đã tự nguyện hiến hơn 5.000 m2 đất để mở rộng đường trong thôn. Việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản được thôn quan tâm. Hiện nay trong thôn có 12 hộ làm nghề chế biến nông sản và làm dịch vụ, tạo việc làm cho hàng chục lao động. Phong trào cải tạo vườn tạp, trồng cây có giá trị kinh tế cao được phát động sâu rộng. Đến nay, trên 90% số hộ dân trong thôn đã cải tạo vườn tạp để chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như dừa xiêm, bưởi diễn,
hoa, cây cảnh, thu nhập trung bình đầu người đạt trên 50 triệu đồng trên năm. Phấn đấu thôn trở thành thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Trước cái nhiệm vụ như vậy, tôi bàn với cấp ủy họp triển khai nghị quyết và giao cho các đồng chí các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cái nhiệm vụ đặc biệt là quan trọng mà mang lại cái lợi ích cho nhân dân. Cái chương trình này thì nó được nhân dân được hưởng lợi cái gì? Nhà nước và nhân dân cùng làm, hưởng thụ chính là người dân. Cho nên phát huy rất cao về cái tinh thần dân chủ từ đảng cho đến nhân dân. Cho đến giờ phút này thì thôn Cộng Hòa chúng tôi cũng đạt được là cái thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Xác định xây dựng nông thôn mới như cuộc cách mạng, vừa làm thay đổi diện mạo nông thôn, vừa phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc địa phương. Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Luông, huyện Điện Biên đã ban hành nghị quyết chuyên đề về tập trung lãnh đạo, phát huy nội lực, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, phấn đấu đưa xã Thanh Luông thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Với tinh thần không chạy theo thành tích, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, lấy sức dân để lo cho dân, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Tôi đã xây dựng nghị quyết chuyên đề về cái công tác xây dựng nông thôn mới, trong đó là nêu cao cái ý nghĩa, cái vai trò của cán bộ đảng viên, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó thì là cũng định hướng những cái nội dung, nhiệm vụ quan trọng để cho các cái chi bộ là xây dựng cái nội dung sinh hoạt chuyên đề để triển khai tới các cán bộ đảng viên cũng như nhân dân để thực hiện cho nó có hiệu quả. Và cũng xuất phát từ những cái tình hình thực tế của từng thôn bản một, thì mỗi thôn bản cũng có những cái cách làm riêng để làm sao là phát huy được cái tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên. Qua hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Điện Biên và thực tiễn đã chứng minh vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng trong xây dựng nông thôn mới được phát huy trên mọi mặt. Tùy theo đặc điểm, điều kiện mỗi địa phương mà chi bộ lãnh đạo nhân dân thực hiện nông thôn mới ở những công việc cụ thể khác nhau. Các chi bộ nắm chắc tình hình thực tiễn và các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới của địa phương để lựa chọn vấn đề, nội dung đưa vào sinh hoạt chuyên đề thiết thực, xây dựng nghị quyết lãnh đạo phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức hội đoàn thể và đảng viên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện. Với phương châm chi bộ nắm thôn bản, đảng viên nắm hộ đã trở thành một cách làm tiêu biểu, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với đảng. Nhiều thôn bản đã thành lập ban vận động xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền thông qua các cuộc họp dân để mỗi người dân nhận thức đúng, nắm rõ hơn về nội dung của chương trình xây dựng nông thôn mới. Với vai trò vị trí là một đảng viên và làm bí thư chi bộ thì trước hết là mình phải nắm được cái chủ trương và cái vai trò, cái vị trí và cái tầm quan trọng của công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như công tác tuyên truyền vận động nhân dân, để nhân dân thấy được là cái sự quan tâm của đảng và nhà nước cùng nhau để xây dựng một xã hội, trong đó là người dân làm chủ và người dân được hưởng cái lợi đó. Để tập hợp sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, các chi bộ ở mỗi thôn bản, các xã của huyện Điện Biên đã lãnh đạo các đoàn thể chủ động trong việc lập kế hoạch chương trình. Chính nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của chi bộ mà các tổ chức đoàn thể đã có nhiều cách làm hay, nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả cao. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp với phong trào đoạn đường kiểu mẫu, đường hoa yêu thương, mô hình 503 sạch, câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật, đoàn thanh niên với phong trào thắp sáng đường quê, con đường thanh niên xây dựng nông thôn mới, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Để cho không khí trong lành và xanh sạch đẹp. Thế thì hàng tuần và hàng tháng, chị em hàng tuần thì chị em thay nhau để chăm sóc hoa, rồi tưới hoa. Hiện nay thấy là hoa nở rất là đẹp. Tổng diện tích xung quanh tất cả đội là tầm 2 cây số, hơn 2 cây, hơn 2 km đường hoa. Đội cũng rất phát động và chị em phát động là ngõ nhà ai là nhà ấy có cái trách nhiệm để vệ sinh sạch đẹp. Thế rồi rác thải thì thu gom đi ra chỗ hố rác ạ.
Là một trong hai thôn bản mà được đăng ký cũng như lựa chọn để phấn đấu cái nông thôn mới kiểu mẫu. Thì sau 3 năm chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền, mà đặc biệt là ban công tác mặt trận của thôn bản, chi bộ rồi ban công tác mặt trận là cũng tích cực vận động nhân dân để nhân dân thấy rõ là cái phấn đấu đạt được cái thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu thì trước hết là đạt được các cái tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thì là mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, để từ đó mà nhân dân cùng phấn đấu. Thế thì sau 3 năm phấn đấu thì chúng tôi cũng đã được công nhận là nông thôn thôn bản đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới của huyện Điện Biên là phát huy vai trò tích cực của cấp ủy trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, luôn đặt mục tiêu hướng đến việc nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, đồng thời tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Thưa quý vị, xã Mường Tùng, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên phấn đấu cơ bản đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2021. Để đạt mục tiêu đề ra, cấp ủy chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã đã và đang nỗ lực đẩy nhanh hoàn thiện các tiêu chí, góp phần cán đích trong thời gian sớm nhất, gắn xây dựng nông thôn mới với nâng cao đời sống của người dân. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Mường Tùng, huyện Mường Trà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Xã đã hoàn thành 15 trên 19 tiêu chí. Có được kết quả đó là nhờ sự tập trung, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và được hỗ trợ về nguồn lực của các cấp các ngành đã giúp cho việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Mường Tùng có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt gần 30 triệu đồng một người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 40%. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước được hoàn thiện, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Sản xuất nông lâm nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Năng suất lúa bình quân hàng năm đạt 55 tạ một hecta. Tỷ lệ hộ dân có nhà kiên cố chiếm trên 70%. Từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, bởi vì là có đường đến nơi thì rất thuận tiện cho bà con về công tác là vận chuyển hàng hóa để đi mua bán, giao dịch. Đây là cũng là một cái rất là biến chuyển và thử rất mới với bà con nhân dân chúng tôi. Vì trước đây thì chưa có đường thì thực ra là có mang được cái làm được sản phẩm như đó thì cũng chỉ gọi là từ cung từ cấp thôi, nên không mang ra thị trường được, nên đôi khi là không thay đổi được cái về cái phong cách phong tục tập quán là đối với ngày xưa. Nhưng mà từ khi có chương trình nông thôn mới đó thì là đã giúp bà con phát triển kinh tế xã hội và làm được rất nhiều công việc và thuận lợi là trong khi giao thương về bên ngoài, nên mang đưa sản phẩm của bản đi ra thị trường. Cấp ủy chính quyền xã chỉ đạo các đoàn thể tích cực tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức phong phú, lồng ghép nội dung trong các cuộc hội nghị và các cuộc họp thôn bản, sinh hoạt chi bộ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân trước những khó khăn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, có giải pháp cụ thể trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Ngoài những chương trình dự án của Đảng và Nhà nước xây dựng kết cấu hạ tầng, các nguồn vốn ưu đãi tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế. Bây giờ có chương trình xã đến nông thôn mới đến triển khai cho các hộ gia đình, cho các bản làng xá gì đấy. Thì bây giờ chăn nuôi sản xuất thì cũng theo khoa học mới thì lại nuôi nhốt này, với lại lợn gà cũng có chuồng trại riêng này. Áp dụng kỹ thuật sản xuất theo phương pháp mới này là chúng tôi cũng có hiệu quả cao, bán được nhiều. Để hoàn thành các mục tiêu về đích nông thôn mới, Ban chỉ đạo nông thôn mới xã đã đề ra các giải pháp, huy động các nguồn lực hỗ trợ của tỉnh, huyện, đầu tư cho các hạng mục công trình, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn thấp, khuyến khích các hộ dân chăn nuôi tập trung, vận động nông dân đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để đem lại hiệu quả cao trên diện tích đất canh tác, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hình thức hàng hóa, chú trọng đầu tư chăm sóc phát triển rừng. Đoạn từ nay đến năm 2025 thì ban nhân xã sẽ tập trung là chỉ đạo cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, là chủ yếu là thứ nhất là về
tiêu chí đầu tiên là cần nhất là về cái đường điện, điện thắp sáng cho các bản ở vùng 2. Đường đi vào một số bản hiện tại là đang rất là khó khăn về cái đi lại trong cái mùa mưa lũ. Và đi đôi với các cái nhiệm vụ đó thì từng bước là sẽ nâng cao cái mức thu nhập cho người dân và từng bước để xóa đói giảm nghèo và tiến tới là đặt về đích là đạt chuẩn nông thôn mới. Mặc dù còn gặp khó khăn, song với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, cùng với những định hướng quyết sách đúng đắn, phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, xã Mường Tùng tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu cán đích nông thôn mới trong thời gian tới. Và đến đây, chuyên mục Nông thôn mới Tây Bắc của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.